Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài. Bạn và người thứ ba, họ có cảm nhận thế nào? Nếu như bạn nhìn thấy cái video này, xem như bạn hữu duyên. Và mình chỉ nói những điều cần nói, chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất. Và thông điệp có rất nhiều trong trải bài, các bạn nên tiếp nhận cái nào thông điệp phù hợp với bạn ha. Sau đây mình xin bắt đầu trải bài. Đầu tiên là các bạn có lá 7 kiếm. Tiếp đến nữa là các bạn có lá 9 of Pentacles. Và lá bài cuối cùng đó chính là lá. Và lá bài kế tiếp nữa là các bạn có lá 9 of Swords, hiệp sĩ kiếm. Lá bài đầu tiên đại diện cho bạn 7 kiếm, hàm ý là bạn đang chạy trốn một cái điều gì đó về những cam kết hoặc là những cái tình cảm. Bạn đang chần chừ về cái vấn đề và để nó trôi đi, bạn không có muốn giải quyết chúng. Đôi khi bạn phải biết đối mặt với những gì mà cần phải đối mặt. Không ai muốn trong tình cảm của chúng ta xuất hiện cái người thứ ba hết các bạn. Nhưng mà bạn đừng có nên để nội tâm của mình xáo trộn về những cái điều này. Bởi vì bạn phải xem xét kỹ lưỡng điều bạn đang làm. Vì cái việc mất danh dự do cái người thứ ba sẽ gặm nhắm mất niềm vui và lòng tự trọng của bạn hay sao? Và ngay bây giờ các bạn đang có tư tưởng là các bạn muốn làm cái gì của một mình hết á. Bạn tránh xa những cái hoạt động xã hội. Và bạn sẽ không có thể hạnh phúc và phát triển lâu dài nếu như bạn không có sự hợp tác cùng người khác. Nếu bạn cảm thấy mình sống một mình á, thì nhớ cái đảm bảo cái sự tách biệt này là phải đem ra cái hiệu quả thực sự cho bạn. Chứ không phải là bạn sống trong cái sự vụng về và tội lỗi và sự mất danh dự đang làm bạn đau lòng. Nếu như bạn nhận thấy là có ai đó trong cuộc sống đang lừa dối bạn, đơn giản nhất là bạn hãy quên cái người này đi. Bởi vì họ phải giải thích về điều đó nếu bạn muốn giữ mối quan hệ này. Còn không, bạn đừng có giả định hay tưởng tượng rằng một ai đó đang làm khổ mình. Bạn nên biết thực sự là ngồi người như vậy rồi. Đừng cố huyễn hoặc mình là cái người này là người tốt nữa các bạn. Và đây là cái lúc bạn phải xem xét lại vai trò của mình trong cái mối bất hòa để vấn đề người thứ ba này xuất hiện trong mối quan hệ. Liệu là bạn có làm cái gì để khác đi hay không? Các bạn phải tìm kỹ nguyên nhân và điều khiến bạn không hài lòng về trong mối tình cảm của mình, khiến cho mối quan hệ của bạn đang đi chiều hướng rất là tệ. Cái thời điểm này là bạn biết nhận cái trách nhiệm của mình, biết bắt đầu lại cái việc mới. Bạn hãy bỏ sạch những cái gì còn quá khứ đang làm bạn đau buồn. Hãy nói không với tình cảm này nha các bạn. Lá bài này xuất hiện trong trải bài tình yêu thì dấu hiệu cho thấy một bên thứ ba đang tung tin dối trá hoặc khuấy động rắc rối vào mối quan hệ của bạn. Và cá nhân mình thấy trong trải bài hình như các bạn đang phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo hoặc nhắm mắt làm ngơ trước hành vi của người yêu bạn với người thứ ba. Bạn biết hết đó nhưng bạn chấp nhận, tha thứ và tiếp tục mối quan hệ. Và điều này bạn làm chỉ khiến cho bạn đau khổ và cái người lừa dối bạn sẽ bỏ trốn cùng với người kia thôi. Họ xây dựng cái mối quan hệ hạnh phúc vì được sự tha thứ và chấp nhận các bạn. Bạn đừng có làm ngơ, hãy buông bỏ và đi ra khỏi cái mối quan hệ này. Cũng dấu hiệu cho các bạn đã vượt qua cái sự đau buồn và sẵn sàng từ bỏ cuộc chơi để sẵn sàng lật ra một trang mới, chân thành hơn với những cái đối tác tiềm năng. Lá bài tiếp theo là lá bài đại diện cho năng lượng của người thứ ba. Một người đã xuất hiện, tung tin thiệt hại để nhằm gây ra những cái mối quan hệ của bạn bị bất hòa. Người thứ ba là một con người bị ám ảnh bởi tiền bạc, quyền lực. Họ sống theo chủ nghĩa vật chất và rất chăm chút về hình ảnh. Bởi vì người này là một cái người rất bi quan và nhàm chán, cực kỳ bảo thủ và hoàn toàn cố chấp với quan điểm của người khác. Đôi khi họ còn thể hiện một số hành vi vô lương tâm, lạm dụng những cái việc mà làm đau khổ cho người khác. Một người không ổn định, không đáng tin cậy, không trung thành và thiếu kiên nhẫn. Một người cực kỳ lười biếng, yếu đuối và một kẻ biết lợi dụng về vật chất. Và cái người này chỉ quan tâm đến đối tác của mình bởi vì sự giàu có hoặc địa vị trong xã hội, hoặc là về tình dục đi chăng nữa. Bởi đây là một cái người có một lối sống rất là thoải mái, cởi mở, sẵn sàng làm những việc thiếu đạo đức và cam kết tập trung tất cả mọi thứ để làm đạt được cái điều đó mà nếu như cái người này muốn. Một người không bao giờ biết giữ lời hứa là gì, mặc dù người này hứa rất nhiều. Bởi vì họ tập trung quá nhiều vào vật chất và tiền bạc đến mức họ bỏ bê cái người tình của mình, sống một cách rất buồn tẻ. Đây là một cái điều cho thấy là
người yêu của bạn phải nên tránh xa cái người này càng sớm càng tốt, bởi vì họ sẽ bào mòn người yêu của bạn không còn cái gì hết, chỉ còn một cái mảnh thân mà thôi, bào mòn tất cả mọi thứ. Và bản thân cái người này cũng có một đôi chút cảm giác nhàm chán với đời sống tình cảm của hiện tại, bởi vì họ việc tháo thắng vì muốn có người yêu và muốn vật chất và cũng như cái gì đó từ người yêu của bạn, nên họ cố gắng để giữ lại cái người này, bởi vì họ là một cái người rất là mong muốn đời sống vật chất được đảm bảo, một người lười biếng và rất uể oải, lúc nào cũng có cảm giác thờ ơ với cuộc sống xung quanh. Và cá nhân họ đang có một năng lượng rất khinh bỉ với những người quen thuộc, và họ rất hay để đánh bắt tất cả, bởi vì họ luôn luôn biết lên kế hoạch để sử dụng cái nguồn lực của mình để chiếm đoạt từ người khác. Họ không biết thể hiện sự lòng biết ơn. Và năng lượng của người này rất là ngoan cố khi mắc lỗi lầm, từ chối nhượng bộ ngay cả khi mình không đúng, và không bao giờ thừa nhận là mình sai hết trơn á. Không thích sự thay đổi, quan điểm luôn cứ tỏ ra khuynh hướng rất là u ám. Nhưng mà họ đã quyết tâm và hành động, chắc chắn là họ sẽ không có từ bỏ. Họ sẽ theo đuổi cái mục tiêu của mình tới cùng, bởi đây là một cái chiến binh có sức chịu đựng, hoàn thành mọi vấn đề mục đích tới đích cuối cùng, không bao giờ lơ là, bởi vì đây là một cái nhân vật muốn đạt được những gì mình muốn trong cuộc sống. Họ lúc nào cũng có cái phương án riêng, phương án A, phương án B, phương án C để làm tất cả, xử lý những cái vấn đề xảy ra trong vấn đề tình cảm. Cho đó bạn chắc chắn là bạn không có làm lại đâu các bạn, bởi vì họ là người không có thỏ hiệp, họ bám trụ cái vị trí rất vững chắc, cứng đầu và vô cùng bướng bỉnh. Và năng lượng của người yêu bạn thì có dấu hiệu khi đó bạn này xuất hiện thì nhắc nhở họ phải nên cảnh giác, đặc biệt là những cái người mà họ mới quen. Một cái người xuất hiện đến họ không có thật lòng với người yêu của bạn, nhưng tuy nhiên cái người mà không thật lòng không nhất định sẽ đưa ra cái bộ mặt là kẻ xấu như đúng cái nghĩ đen của nó, bởi vì họ có một cái nguồn năng lượng, thông tin và ý tưởng một kẻ xấu, một kẻ thứ ba đích thực. Và họ phải chú ý hơn cái việc mà xem xét kỹ càng những cái đối tượng mà họ gặp, mà họ nghĩ là sẽ mang lại hạnh phúc cho họ. Họ cố gắng phải vất vả tạo ấn tượng với cái người này rất là nhiều nha các bạn. Cái điều này sẽ gây cho họ thất bại trong cái việc này, bởi vì họ đang có khả năng là làm gì đó làm phiền đến bạn rất là nhiều, một sự lừa dối thực sự trong tình cảm này. Và nếu như họ thấu hiểu được cái việc này là họ phải tự biết là họ nên làm gì cho cái mối quan hệ cho cả hai. Một cái năng lượng là họ phải suy xét kỹ, đừng bị tác động bởi những kẻ dẻo miệng, những lời ngon tiếng ngọt. Những cái lời khuyên là họ nên đánh giá những cái thông tin mà họ nhận được, bất kể cái nguồn thông tin đó đến cái người rất gần của họ. Có một dấu hiệu là người yêu của bạn là một người rất là nhẹ dạ, dễ tin vào những lời ngon ngọt từ người khác. Bản chất của yêu bạn là một cái người không có quan tâm đến người khác và rất là hống hách, mong đợi sự ưng thuận ngay lập tức nếu như họ đưa một ra quyết định gì. Và có ai mà trái ý là họ sẽ tỏ vẻ là không có hài lòng. Trong cái gì đó họ trở nên và hận trọng một cách là cứng nhắc, luôn luôn tin những điều mình làm là đúng mà không bao giờ chịu đựng cái quan điểm của người khác. Đôi lúc họ rất là kiêu ngạo, đối xử với người khác giống như là con số 0 vậy, không làm cho mọi thứ công bằng về mọi mặt. Họ lạnh nhạt và tách biệt với bạn rất là nhiều. Có một sự nhẫn tâm ở trong đây nha các bạn, bởi đây là một cái nhân vật rất là logic và lý lẽ, bởi cái trí tuệ sức bán giúp cho cái người này đánh vào bất kỳ vấn đề này, thẳng thắn và uy lực rất là cao. Bạn và cái người yêu của bạn thuộc cùng một cái bộ kiếm, thì cả hai đều có một cái hành xử rất là táo bạo, có một trí thông minh, do đó cả hai rất là bất đồng trong quan điểm. Và để có mối quan hệ bạn tiếp không thì một người là không, một người là có lẽ, thì đây là có một cái dấu hiệu là không có mạnh mẽ lắm nha các bạn. Nhưng mà kết quả không được tốt lắm, bởi vì hai cái người này thuộc là nguyên tố khí, tượng trưng cho cái sự thông minh. Nhưng mà đôi khi cái dấu hiệu đến từ cái cung song tử thiên bình và bảo bình. Người yêu của bạn là hiệp sĩ kiếm và người thứ ba là hiệp sĩ gậy. Hai người này cùng là hiệp sĩ xuất hiện cùng nhau, bởi vì hai người này rất là ham thích chinh phục cái khát vọng, bởi vì họ muốn chinh phục rất là nhiều, về cái tôi họ rất là cao nha các bạn. Và cả hai người này rất là háo thắng, họ lúc nào cũng muốn cạnh tranh đó các bạn. Họ mong muốn là họ đạt được cái gì đó cho thuộc về riêng mình.
Và mối quan hệ của hai người này cũng không đi đến đâu các bạn. Bởi vì hai người đều có tư tưởng là 50-50 á. Và rất là đối lập nhau trong cái suy nghĩ và hành động. Và ở bên cạnh họ luôn luôn là cái sự căng thẳng rất là nhẹ. Mình hy vọng là các bạn có thể buông bỏ được cái người yêu độc hại này. Bởi vì đây không phải là người xứng đáng với bạn. Họ rất là tham vọng và rất là nhẫn tâm. Đây là thông điệp của Oracle muốn gửi cho các bạn. Là các bạn hãy lắng nghe cái cảm xúc của mình. Hãy tin vào những lời chỉ dẫn của những thiên thần. Tin vào cảm xúc của bạn. Từ đó các bạn sẽ khai mở được rất nhiều trong tình cảm của mình. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.